Chứ con người chúng ta đó, ai cũng là một con người chân thật, gọi là chân nhân. Chân nhân là một con người biết phát tâm tu tập. Thiện nhân pháp, thiện sĩ pháp. Thiện nhân pháp tức là pháp giúp cho mình trở thành người lành, hay là có người lành. Còn thiện sĩ pháp là cái pháp giúp cho người đã trở thành lành. Cho nên ví dụ như thế, bác sĩ là nhân, là con người, người bác sĩ. Khám bệnh cho thuốc là cái pháp để mình thực hiện để trở thành bác sĩ. Cho nên mỗi người sống của chúng ta mỗi ngày là ai cũng có cái nhân với cái pháp hết. Ví dụ mà từ cái pháp đó, nó tạo ra con người. Ví dụ mỗi ngày mình sống mình nóng nảy, thì nó nói ô cái ông đó ông giận, ông sân lắm đó, thì cái đó là sân nhân. Còn cái cách giận của mình đó, gọi là sân pháp. Quý vị hiểu rồi không? Thì mỗi người chúng ta, mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta đều có cái pháp. Cái là cái pháp, là cái phương pháp, là cái cách sống mà để cho chúng ta trở thành một con người mà như chúng ta được nhìn nhận. Nhiều cái người đó luôn luôn sống bằng cái tâm từ ái. Ồ, gặp mọi người là vui vẻ lắm, tiếp đãi mọi người ân cần. Thì tự nhiên đó là cái pháp của họ đó. Thì cái người khác người ta sẽ nhận định, ồ, cái anh đó hiếu khách lắm, cái chị đó chị rất là thảo ăn. Thì chính cái cách sống của họ đó là cái pháp để người ta nhìn nhận họ là một người như thế nào. Tu không tu không biết, nhưng mà tất cả chúng ta, mọi người sống trong đời này, mỗi ngày chúng ta đều có một cái nhân, một cái pháp, cái để trở chúng ta trở thành một con người như thế nào đó. Mà nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ chọn cái chân pháp để chúng ta trở thành chân nhân. Cho nên thường thì chúng ta hay gọi ô chính chào bậc chân nhân, nghe tưởng ông tiên. Thường thường mình nghĩ là chân nhân là mấy ông tiên phải không? Nhưng mà chân nhân là gì? Là một người sống với pháp chân, pháp thật. Thí dụ như mình sân, mình giận, mình biết tôi rất là, cái tánh tôi kỳ cục lắm, tôi dễ giận lắm. Và tôi thấy rằng sau 30 năm sống bằng cơn giận này, tôi thấy rằng tôi cũng trở thành một con người quá ư là dễ giận. Và riết rồi mọi người đều né tôi hết, và thậm chí không ai dám nói chuyện với tôi, tại sợ tôi nổi cơn. Tôi nói ẩu. Có nhiều người họ giận lên là họ tạc đại à. Cho nên người nào mà sợ mất mặt thì đừng chọc người đó. Thì mình nhận ra được cái đó. Lâu nay tôi sống bằng cái pháp đó, cho nên tôi đã được nhìn nhận bằng con người như vậy. Thôi bây giờ tôi phải tìm cách nào tôi giảm. Bây giờ muốn làm sao giảm cái sân đó đây? Quán đi. Quán là sao? Tư duy suy nghĩ vô thường, vô thường. Mà thật sự cuộc đời rất là vô thường. Hồi trưa này chú Minh Nghĩa chú nói với Hòa, chú nói năm nay con thấy biết mệt mỏi, nhức mỏi lại gì ở đó thầy. Thì Pháp Hòa mới nói chư tổ đã nói rồi, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ. Cái sự vô thường thay đổi già bệnh nó không có chừa ai hết á. Bệnh khổ không có chừa bất cứ ai. Quý vị cũng đừng nói trời ơi, chắc là thầy đi thuyết pháp thầy giúp cho mọi người chắc Phật độ. Phật cũng chết mà. Nói cho cùng là vậy, Phật cũng chết, Phật cũng bệnh. Cho nên vô thường lão bệnh không chừa bất cứ người nào, không thiên vị ai hết. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, không có chừa ai hết đó. Chẳng tha ai hết, chẳng tha người nào, chẳng chừa người nào, chẳng kiêng nể người nào. Không lẽ cái người đó giàu rồi vô thường nó tha? Chưa chắc. Nhiều khi giàu quá, ăn uống quá trời quá đất, ăn nhậu quá trời quá đất, bệnh tật nó tới còn lẹ hơn nữa. Nó chẳng kiêng nể ai. Triêu tồn tịch vong, sáng thì còn tối thì mất. Chỉ trong một tích tắc mình đã qua đời khác, sát na gì thế.
Chỉ một tích tắc là mình đã sanh đời khác rồi. Cho nên lúc nào mình cũng tâm niệm triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Lúc nào mình cũng tâm niệm vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ. Cái vô thường, cái già bệnh không có chừa ai hết, không tha ai hết, không thiên vị ai hết. Thì nhờ sống có quán cái đó, thì cái đó là gì? Đó là một cái thiện pháp để giúp cho chúng ta sống với con người. Đó là cái chân pháp để giúp cho chúng ta trở thành một chân nhân. Chân nhân là người sống biết pháp. Biết pháp nào thiện, pháp nào bất thiện. Biết căn cơ của mỗi người. Ví dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa ăn chay được. Có những người họ không ăn chay được. Thì mình đừng có nghĩ rằng ăn chay của mình là hay, là giỏi, rồi xem thường cái người không ăn chay. Thì ngay khi mình ăn chay được là một thiện pháp. Nhưng mà khinh thường người khác nó không thành ra gì hết. Thì mình đã được cái pháp lành là mình ăn chay. Thì mình phải có tư duy quán chiếu rằng có những người chưa ăn chay được. Mình phải nhận ra, mình phải biết được người đó chưa ăn được. Nhưng người ta có những pháp khác người ta sống. Ví dụ người không ăn chay nhưng mà tâm họ rất hiền. Nhận cái tâm hiền đó mà đừng để cái chuyện gọi là không ăn chay của họ làm cái pháp cho mình khinh người ta. Thì mình trở thành không phải là chân nhân. Mà chân nhân là người biết mình, biết người. Và thấy được căn cơ của mỗi người và thấy được mỗi góc độ tu tập của mỗi người. Mình ăn chay mà cái tâm mình còn dở muốn chết, còn khen, còn chê, còn phân biệt. Họ không ăn chay gì hết á, và tâm họ rất lành, họ sống rất bình đẳng, họ sống rất vị tha. Thì tại sao mình không thấy cái pháp thiện của người ta? Nếu nói cho cùng mình dở hơn ta rồi đó. Mình chỉ được chay ở cái miếng ăn thôi mà chưa chay tâm, chưa có chay lòng, bất quá là chay miếng ăn thôi. Đó, chân nhân là vậy. Chân nhân là cái người có chân pháp, sống với chân thật. Và chân thật là thấy pháp bất thiện, thấy pháp không thiện. Nhiều khi mình chỉ thiện được góc độ nào thôi. Ví dụ như mình sẵn sàng làm cho mọi người ăn, nhưng mà kêu chỉ là không chỉ. Cái đó cũng còn dở nha. Mình có ôm nó mãi không? Thân mạng chúng ta đây còn không bảo đảm, là huống chi một công thức. Mà nếu trước kia người kia, người cái nào, người nào mà sáng tạo ra được cái đó, ta không cho mình công thức đó, chắc gì mình được. Cho nên mình được cái công thức này là trời ơi, mình là ngàn thứ mấy trăm triệu mấy chục ngàn người rồi mới tới mình, mà mình tưởng là con mình. Cái đó là cái pháp mà nó làm cho. Rồi thí dụ như giờ mình sống, mình không chỉ dẫn chay hết, mình rất, người đời ta kêu là người hiểm. Anh hiểm lắm, có bao giờ anh chia sẻ gì. Thì tại cái cách sống vậy đó, thì người ta nhận ra. Thì cái pháp mình sống mỗi ngày, thì người ta nhận ra mình là cái gì của cái pháp đó. Vậy thì cái Phật pháp mà chúng ta đang học á, hay là chúng ta quy y pháp đó, chúng ta quy y pháp là quy y cái pháp chân đó. Hay một cách khác là một phương pháp để chúng ta sống, để mỗi ngày chúng ta làm cho mình trở thành một bậc chân nhân. Mình không có mong cầu làm chân nhân, nhưng mà mình sống được chứ pháp chân thì tự động nó thành chân. Cho nên quy y pháp chẳng có là cái gì gọi là trở thành một tín đồ của ai cả. Mà nương tựa pháp nghĩa là nương tựa vào lời dạy, nương tựa vào phương pháp, nương tựa vào con đường để giúp cho mình nhờ cái pháp đó đưa mình mỗi ngày mỗi tiến bộ lên. Thí dụ như mỗi ngày nè, mình học, mình đi học cái nghề gì đó, để mai mốt, thí dụ bây giờ mình học nghề thợ mộc, để mai mốt mình làm thợ mộc, thì cái cách cưa đục đóng dán gì đó, tất cả những cái cách người ta chỉ là pháp để trở thành một người thợ mộc. Vậy thì anh đi học mỗi ngày là anh nương tựa pháp chứ gì nữa.
Nhưng mà pháp đó là pháp thợ mộc. Còn anh quy y pháp đây là pháp để đưa anh trở thành một người sống thiện lành trong cuộc sống. Cho tại sao lại sợ quy y? Không có gì sợ hết. Mà mình phải thấy rằng tất cả chúng ta rất cần quy y. Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y nghĩa là trở về nương tựa với một cái cách nào đó. Theo thế gian là anh muốn làm gì? Thợ may học pháp may, thợ mộc học pháp mộc, thợ nấu học pháp nấu. Thì Phật tử quy y pháp là nương tựa pháp chân thiện mỹ để trở thành một người chân nhân. Thì người ta Pháp Hòa nói, để Pháp Hòa định nghĩa cái chữ chân nhân pháp, cái pháp để trở thành một người chân nhân. Còn người chân nhân là chân sĩ hay chân nhân. Thì có một bài kinh ở trong Trung Nga Hàm, bài kinh này tên là Kinh Chân Nhân, nghĩa là đưa Đức Phật đưa ra 10 cái pháp để chúng ta sống với cái pháp này để trở thành bậc chân nhân. Còn nếu ngược lại thì không phải là chân nhân, gọi là phi chân nhân. Bài kinh như thế này: một thời Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Thưa đại chúng, ở trong các kinh đó, chúng ta thường nghe nhắc tới nước Xá Vệ rất là nhiều. Đúng ra đây là thành Xá Vệ. Và ở trong cái thành Xá Vệ này có một ngôi tịnh xá rất nổi tiếng, đó là tịnh xá Kỳ Viên, hay nói theo bây giờ là tịnh xá, có khi gọi là tịnh xá Kỳ Hoàng hay là Kỳ Viên. Bởi vì tịnh xá này là do một vị thái tử tên là Kỳ Đà và một ông trưởng giả tên là Cấp Cô Độc, biệt hiệu là Cấp Cô Độc, hai người hùng lại để cúng dường cho Phật. Đúng ra là cái vườn này là của thái tử Kỳ Đà, do ông Cấp Cô Độc mua. Nhưng mà ông chỉ có thể mua đất chứ ông đâu có được mua cây. Bởi vì cây làm sao ông lót vàng lên đó được. Bởi vì theo sử là ông lát vàng đất để ông mua. Thái tử Kỳ Đà nói hãy ông lót đất tới đâu á thì tôi bán đất tới đó. Thì cuối cùng cái tu viện này rộng lớn như vậy đó, ông lấy vàng ông lót hết. Thì thái tử thì là buộc lòng phải bán thôi. Tại vì cái lời mình nói ra rồi, ông lát vàng tới đâu thì tôi bán tới đó. Rồi cuối cùng là nguyên miếng đất đó lát vàng đầy hết. Là quý vị thấy cái sự giàu có của ông Cốc Cô Độc thời đó. Bây giờ ông thái tử Kỳ Đà buộc lòng phải bán, nhưng mà giờ cái cây nó trồng bự như vậy làm sao lát vàng cho đó. Thì cuối cùng ông thái tử Kỳ Đà phải cúng tất cả những cái cây trong vườn đó, còn đất thì của ông Cốc Cô Độc. Vì vậy cho nên chúng ta thường nghe câu là cây của thái tử Kỳ Đà, vườn của ông Cấp Cô Độc, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Đa số những bài kinh chúng ta nghe Đức Phật thuyết, thuyết ở tại tịnh xá này. Ví dụ như bài kinh Vu Lan: một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Xá Vệ Thành Kỳ Thụ Viên Trung. Xá Vệ Thành thì Đức Phật nói pháp ở tu viện này rất nhiều. Và Đức Phật đã an cư ở tu viện này 24 năm. 24 năm là nhiều lắm. Đức Phật sống thuyết pháp 45 năm. Mà nội Đức Phật ở đây 24 mùa hạ, 24 mùa hè Đức Phật ở đây. Thì Đức Phật mình biết là cái tu viện này được Đức Phật ở rất là lâu. Vì hiện nay cái tu viện này á, cái miếng đất đó, đó cái tu viện đó, đó, còn cái cây bồ đề của Ngã A Nan trồng. Tại vì có một năm Đức Phật đi thuyết pháp xa, đi suốt mấy tháng, thì ông vua Ba Tư Nặc ông nhớ Phật quá đi. Thì cái bữa đó Phật trở về đó, ông mới bày tỏ cái sự nhớ nhung của ông với Phật. Đức Phật mới nói Ngạ Nan á, đi tới cái gốc cây bồ đề mà Đức Phật thành đạo ngày xưa đó, ở cội bồ đề đó, chiết một nhánh đem về đó trồng. Thì Đức Phật dặn rằng á, sau này các vị nhớ tôi á, thì các vị hãy ra cây bồ đề này các vị ngồi thiền, rồi các vị sẽ nghĩ rằng tôi đang ở đây. Thì khi cây bồ đề đó trồng xong rồi á, Đức Phật đã đến cây bồ đề đó ngồi thiền một đêm.
coi như ấn chứng vậy đó. Và thưa đại chúng, bây giờ cây Bồ Đề đó vẫn còn ở tại Ấn Độ, ở trong cái khu vực tịnh xá đó. Và cây đó có thể nói là một trong cây Bồ Đề cổ lâu năm mà chiết ra từ cái cây gốc nơi Đức Phật ngồi thiền thành đạo ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thì Đức Phật ở cái tịnh xá này và được chư tổ dịch cái rừng này là rừng Thắng Lâm. Đức Phật, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: tôi sẽ nói cho các vị nghe về pháp chân nhân và pháp không phải chân nhân, hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm. Tư niệm có nghĩa là mình khéo suy nghĩ. Các tỳ kheo thọ giáo lắng nghe. Phật nói: thế nào là pháp không phải chân nhân? Ở đây có một người thuộc dòng dõi hào quý, xuất gia học đạo, và những người khác thì không như vậy. Người ấy nhân vì dòng dõi hào quý mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải nhân bởi dòng dõi quý hào quý mà đoạn trừ được dâm nộ si. Hoặc có người nào đó không phải dòng dõi hào quý mà xuất gia học đạo, thực hành hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng đến pháp và thứ pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. Thì bây giờ quý vị thấy Đức Phật đưa ra một cái nè, nếu mình á mà là do một cái người dòng dõi quý tộc mà đi tu mà mình khinh người khác thì mình không phải là chân nhân. Tại sao? Đức Phật nói không phải mình là người giàu có dòng dõi quý tộc tu mà mình trừ bỏ được dâm nộ si, nói cách khác là sân si, là phiền não. Cho dù là hào quý mà không bỏ được cái đó, mà cho tôi đây là người giàu có khinh người khác thì không phải là chân nhân. Nhưng mà ngược lại có những người họ đâu có giàu có gì đâu, họ không phải là người hào quý, nhưng họ bỏ được cái đó. Họ làm cái gì? Đức Phật nói nè, họ là người như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp. Như pháp là sao? Như pháp Phật mà sống mà tu. Tùy thuận pháp nghĩa là người này biết tùy duyên, ứng thuận theo tất cả mọi cái, tức là nói cách khác là uyển chuyển trong cuộc sống. Và người đó hướng đến, cái chữ thú hướng là hướng đến một cái con đường cao đẹp đó họ sống. Nhiều khi họ vậy đó, họ không phải là người hào quý nhưng họ biết làm cái đó. Cho nên một trong những cái mà gọi là cản trở mình tu đó là mình đem cái pha, cái suy nghĩ, cái học hỏi thế gian á nhiều quá, mình vô chùa mình tu đôi khi nó không lợi cho mình. Đức Phật gọi là gì? Một trong tám nạn là thế trí biện thông. Tám nạn là gì? Ví dụ như đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba nạn rồi. Đuôi điếc câm ngọng là bốn rồi. Sanh sau Phật là năm nè, sanh trước Phật là sáu nè. Thế trí biện thông là 7 nè. Sanh vào một cái cõi gọi là giàu có quá không tu được thì đó là 8 cái nạn. Và trong đó có một cái nạn là mình quá nhiều những cái hiểu biết thế gian mà mình đem vô mình so đo với lại Phật pháp thì đó là một cái chướng ngại. Tại vì cái pháp thế gian nhiều lúc nó đâu có giúp được cho mình giải thoát. Cho nên quý vị nhớ là ở đây sẽ lặp lại, một cái người mà do mình nghĩ rằng mình giàu có ha, mà thuộc dòng dõi hào quý mà khinh người. Cái bài kinh này nó ở cái chỗ mà khinh miệt á, thì nó nằm ở trong 10 cái căn bản phiền não nha: tham, sân, si, mạn, nghi. 5 cái này nè người ta gọi là thượng phần kiết sử. Còn á, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ thì nó 10 cái phía sau này gọi là hạ phần. Kiết sử là phiền não, thượng phần là 5 cái trên, mà cái này nguy hiểm lắm, tham sân si mạn nghi đó.
Mạng là khinh mạng, kiêu mạng, tự cao tự đắc. Thì Đức Phật nói người mà như vậy thì khó tu lắm. Cho cái người mà nghĩ mình giàu, thí dụ bây giờ mình muốn đi tu phải không, muốn đi xuất gia phải không, đừng có bao giờ nói thầy ơi bây giờ con đem 50 ngàn 100 ngàn vô con bỏ vô chùa rồi thầy deposit vô ngân hàng chùa rồi thầy cho con vô tu. Ông thầy nào mà nhận 100 ngàn đó khó, khó độ mình lắm, tại vì lúc nào mình cũng sống, tôi cúng 100 ngàn đó. Cho nên nếu mình muốn cúng chùa phải không, cúng chùa mà hãy cúng rồi là biết là mình chỉ cúng chùa thôi nha. Còn một khi mình đã phát tâm xuất gia học đạo rồi là hoàn toàn không dính dáng 100 ngàn của mình, vậy mình tu mới được. Chứ không thôi ví dụ bị la cái đấy, đừng có quên nha, tôi cúng tới 100 ngàn. Buồn buồn thôi trả lại đây tôi về nhà tôi tu. Mệt lắm á. Cho nên giàu có khó tu. Thật ra giàu có là mình thấy tiền tài như phấn thổ rồi, mình đem tiền vô mình cúng chùa thì mình cái chuyện đó mình phát tâm. Chứ không có một cái, không có một cái luật lệ nào ai đi chùa tu phải cúng đó. Người xuất gia học đạo, chùa nhận mình, thầy mình nhận mình là thầy mình sẽ chịu trách nhiệm lo cho cuộc đời tu của mình. Và mình không phải lo gì hết, cuộc đời của mình là do sống được là nhờ bá tánh nuôi mình. Còn nếu cái của đó mình có được vì mình cúng tam bảo là đành xong, không có liên hệ gì tới đời tu của mình nữa hết. Phải như vậy mới được. Thứ hai nè, lại nữa, hoặc có người đoan chánh khả ái, những người khác không được như vậy. Người kia nhân vì mình được đoan chánh khả ái mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Chân pháp chân nhân xét nghĩ như thế này, đây là cái pháp xét nghĩ nè. Ta không phải do đoan chánh khả ái này mà đoạn trừ được dâm nộ si. Đâu phải tại mình được cái này mà mình đoạn trừ được cái gọi là dâm nộ si. Thấy không? Hoặc có người nào đó không, họ không đoan chánh khả ái nhưng thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, do đó được cúng dường cung kính. Đâu phải mình cúng dường người đó tại người đó đẹp. Nếu người đó, nếu mà cúng cho người đẹp thì đời thì ở ngoài đời nhiều người đẹp hơn. Mà nếu mà cái đẹp của người đó là đẹp cái gì? Đẹp cái tâm hồn, đẹp cái, thật ra đó cái tướng của mình nó từ cái tâm sanh. Thí dụ như mình sanh ra mình được mắt hai mí, mũi cao, môi son, môi trẻ, môi trái tim gì đó, mặt chữ điền, mặt trái son gì gì đó, cái đó đó là cái tướng thôi. Nhưng mà nó cái tướng đó nó sắc của cái sắc đó là sắc thế gian. Nhưng mà cái người mà họ có thiền định, họ có tu tập, họ có tâm từ, nó thể hiện ở trên cái nét đẹp gọi là gì, người đời ta gọi là phúc hậu. Người ta gọi là phúc hậu. Người ta nhìn cái tướng đó, ồ anh đó tướng hảo, thầy đó tướng hảo, cô đó tướng hảo. Tướng hảo mà thế gian thì ta không biết, ta biết ôi sư cô đẹp gái, thầy đẹp trai. Đó là thế gian người ta dùng cái từ đó. Nhưng mà cái chữ đẹp trai và đẹp gái thế gian đó, nó có cái nghĩa là đẹp theo cái nét mình quy định, mắt tai mũi miệng. Nhưng mà cái chữ phúc hậu của thế gian đó, thì người ta không phải do mắt mũi nữa, mà do cái gương mặt, cái diện mạo, từ cái tướng và từ cái tâm tu mà nó hiện lên tướng. Thì hai cái đó nó khác. Cho nên cái nhiều người không, mình nếu mà mình đẹp mà mình nghĩ rằng mình khinh người khác, và mình nhớ rằng mình có đẹp đi nữa thì cũng không phải do cái đẹp này mà giúp cho mình bỏ sân, bỏ si, bỏ tham, mà do tu tập. Người nào mà như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, quý vị nghe học giáo lý cũng là pháp. Như bây giờ một lát nữa đó, mình đi xuống dưới một cái người nào hiểu lầm mình, la mắng mình, cũng là một pháp. Tại vì pháp là gì? Pháp là một cái phương pháp, một cái hiện tượng. Hồi nãy người ta khen mình là một hiện tượng, bây giờ người ta chửi mắng mình là một hiện tượng. Mình có đủ khả năng để ứng pháp đó không? Mình có đủ khả năng tùy thuận cái pháp đó
Bây giờ anh đang mắng tôi, và tôi biết rằng anh hiểu lầm tôi. Tôi biết hướng tâm rằng anh đang hiểu lầm chứ không phải anh cố ý mắng tôi. Thì cái người đó biết hướng về cái pháp thiện, lấy cái pháp thiện bao dung cho cái người đang chửi mình. Thì cái người đó gọi là hướng pháp, tùy thuận cái pháp người ta chửi mình, mà sau đó tâm mình hướng tới cái pháp thiện để ôm ấp được người đang hành pháp bất thiện chửi mình. Tùy thuận pháp, hướng pháp. Và người sống được như vậy là người sống như pháp. Cái này là chân nhân, chứ không phải do mình đẹp mà trở thành chân nhân. Có nhiều khi mình đẹp, mình phát một cái lời nói không dễ thương. Thí dụ thôi, một cái người đẹp quá, được cái người mà hoặc là mình ỷ mình giàu, cái thì cái người kia người ta để lòng, người ta thương mình ngoài thế gian thay dùng gì, dùng câu gì để mà khinh thường người khác, cái gì mà ăn thịt thiên nga đó. Rối rôm theo phận rối rôm, có đâu dưới thấp mà chồm lên cao. Đó là những cái câu mà người ta nói ra để biểu lộ rằng anh là cái người thấp kém, thì anh đừng có hòng mà với tới với cái người sang quý như tôi. Thí dụ vậy. Ở đây á, hai pháp rồi phải không? Hồi nãy là người đừng nghĩ mình do sanh vào dòng tộc quý phái. Cho quý vị thấy ngày xưa đó, Đức Phật rất là làm khó cái người đi tu binh nữ, đó là bà hoàng hậu Mahabhasabade, là kế mẫu của Phật. Khi mà bà vô bà xin tu, Đức Phật làm khó bà. Nói cho dễ hiểu là Đức Phật không có chịu, không có nhận. Rồi bà nghe Đức Phật từ chối, bà dẫn 500 cung nữ đi ra ngoài một góc chùa tự cạo đầu, đứng khóc. Chân thì chảy máu hết trơn, tại vì đi bộ từ thành Ca Tỳ La Vệ đến cái khu vực Đức Phật đang ở xa lắm, mà đi bộ mà đi chân không, chảy máu vậy đó. Rồi tự cạo đầu vậy mà Đức Phật vẫn không nhận. Ngạ Nang đi xa về thấy 500 bà đứng ở trước cửa chùa khóc. Vô hỏi chuyện gì, mấy bà mới nói tôi dẫn thể nữ vô xin đi tu mà Phật từ chối, Phật không cho. Cái Ngạ Nang vô: trời ơi Phật ơi, Ngài không có nhớ mẹ ruột của Ngài mới sanh Ngài ra có 7 ngày rồi mất. Ai là người chăm sóc Ngài từ ngày thứ 8 cho tới bây giờ? Ai là người nuôi nấng Ngài? Nói đủ thứ hết. Để chi? Dùng tình cảm. Để cho Phật tùy thuận. Phật nói không. Thì cuối cùng á, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên họp với Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói: tôi không phải là tôi không nhận, nhưng bây giờ nó có những cái khó. Hiện nay thế xã hội bây giờ người ta đang khinh thường người nữ, người ta không cho người nữ gia nhập vào những cái đoàn thể như thế này, mà bây giờ mình tự nhiên mình nhận họ vô, mình không có phương pháp bảo bọc họ, thì mình sẽ trở thành một đối tượng cho người khác chỉ trích mình, mà mình không có phương pháp để bảo bọc người nữ này. Vậy thì quý vị nhớ là Đức Phật không phải không thương họ, nhưng Đức Phật trước khi nhận họ, Đức Phật phải suy nghĩ cách nào an toàn để nhận mà không bị xã hội thời đó chê trách, và còn đủ năng lực bảo vệ đệ tử mình, đệ tử nữ của mình. Tại vì người nữ bên Ấn Độ là không có giá trị gì hết đó. Người nữ bên Ấn Độ chỉ biết ở nhà sanh con, làm việc nhà, và thậm chí không cho ra đường làm việc. Bây giờ quý vị qua Ấn Độ coi, đa số buôn bán ngoài chợ, làm lụng ngoài đường là do người đàn ông, người chồng. Người đàn bà ở nhà chỉ biết cầm cái chổi quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, chứ không được có ngành nghề gì trong xã hội. Trừ những người nào mà họ đi theo cái phong trào mới, họ chống lại cái đó, rồi họ làm những cái giống như xã hội bây giờ, thì cái quý vị thấy đó là chuyện họ theo bây giờ, chứ còn theo truyền thống Ấn Độ là không được. Bây giờ là họ đã thời Phật mà 2000 mấy năm trước là quý vị biết là còn cỡ nào nữa. Cho Đức Phật nhận vô là không được. Mà cái thứ hai nữa, cái quan trọng nè,
cái người vô tu là ai? Là ai? Là một hoàng hậu đương kim. Nếu Đức Phật nhận bà một cách dễ dàng như vậy thì bà vô đây bà vẫn tiếp tục làm hoàng hậu, chứ không phải là một nữ tu. Nếu Đức Phật không làm khó bà thì bà sẽ trở thành một hoàng hậu ở trong chùa nữa, chứ không phải bình thường đâu. Cho nên phải làm khó. Và cuối cùng Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên họp lại và đưa ra 8 pháp để cho người nữ phải tuân hành. Nếu tuân hành được cái này, một là thúc liễm được thân tâm của người nữ, hai là đủ khả năng bảo bọc cho họ, cái phương tiện nào cũng lợi hết. Nhìn như là người khác đọc vô cái đó, ồ thôi được rồi, cái ông này ổng vẫn coi thường nữ. Tại vì trong đó có một câu là người nữ dù tu 100 năm cũng không được quyền phạm thượng đến một vị nam dù người đó mới tu. Nghe như là mình khinh thường người nữ vậy. Nhưng mà thật sự ra nếu đều có cái hay ở trong đó hết. Đứng trên phương diện nghiệp lực của người nữ thì đó cũng là điều tốt để cho người nữ thúc liễm. Còn xã hội thời đó ta đọc vô ta nói à đúng rồi, vẫn tiếp tục khinh thường. vẫn nghĩa là coi người nữ nhỏ bé. Nhưng mà thật sự ra đó là một ẩn ý của Đức Phật. Cho nên quý vị nhớ là cái giáo pháp của Phật á, nó có cái hay là thế gian người ta nhìn, người ta vẫn chấp nhận theo cái hình thức thế gian, mà thật sự ra tất cả pháp đó Đức Phật đều thấy được cái căn cơ nghiệp lực của mỗi chúng sanh mà Phật nói hết, chứ không phải không. Tại sao? Tại vì cái nghiệp lực của mỗi người, mình bên đây mình không thấy, nhưng mà đụng chuyện mình mới biết. Ví dụ như trời ơi, tôi dễ lắm, tôi đâu có khinh thường ai đâu. Không có đâu. Tại bây giờ mình không có chuyện gì, mình chưa có chức, mình chưa có quyền. Nhưng mà khi chức quyền mà lọt vô tay mình rồi, mình khác à. Mình khác lắm à. Tại vì sao? Tại mình chưa chứng thánh thì đừng có tin tâm mình. Tâm mình nó thay đổi. Có nhiều người hồi chưa giàu dễ thương lắm, tối hồi giàu rồi không phải vậy. Đó là không phải là họ tội lỗi gì, nhưng mà mình không đủ năng lực tu tập thì cái bất thiện pháp nó chuyển mình hết, nó chuyển tâm mình hết, chứ không phải mình tội lỗi gì hết. Và khi mà Đức Phật nói những cái điều đó đó, thưa đại chúng, là quý vị cứ nhớ là Phật quán thấy được cái đó, và Phật nói cho chúng ta biết để chúng ta phòng ngừa nó. Ví dụ bây giờ mình giàu quá, cái mình tự nhiên mình khinh người khác, mình nói như vậy để biết không? Đó, thấy không? Cho nên tất cả những cái giàu có đó, mà nếu mình thiếu tu hành đó, thiếu sự tu tập quán chiếu đấy, mình sẽ như vậy. Thí dụ mình làm từ thiện đi, mới đầu mình làm từ thiện nãy cũng khen hết á, nhưng mà riết chập cái tự nhiên cái từ mình làm từ thiện, nhưng mà người mình nó dữ dằn, nó la hét, nó làm đủ kiểu hết. Ai nghe mình tới thì ta cũng mừng, tại mình cho của, nhưng mà ta ớn mình lắm, tại mình vừa chửi vừa cho. Thì tại mình thiếu cái sự tu tập, thì cái chữ từ thiện đó nó không đủ, nó ôm cái tâm mình, và cái pháp bất thiện khác nó lấn. Cho chữ từ thiện thì có mà rất nhỏ. Thật ra ai cũng vậy thôi. Bất cứ một người nào sống trong đời mà hễ mà được cái gì mà không có cái khéo đó là thế nào cũng bị nữa. Cái pháp nó xoay. Vậy nó xoay mình rồi thì mình trở thành ra không phải là chân nhân. Vậy thôi. Còn mình thấy rõ nó, mình control nó, mình đừng để nó quá đà, thì dù gì đi nữa mình vẫn còn ở trong cái phạm vi của chân nhân. Cho nên người đoan chánh khả ái, những người khác không được như vậy, đừng có nghĩ rằng do mình đẹp mà nó có thể giải quyết được. Cho nên nhiều khi giàu đẹp khó tu, tại vì mình nghĩ mình sao mình ỷ vào cái sắc đẹp của mình ỷ vào cái giàu có của mình. Nếu mà nói giàu á, ai giàu hơn Phật không? Thái tử mà, và sẽ là một ông vua sắp lên ngôi nữa. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật làm gì? Bỏ cái đó, trở thành một người ăn xin. Vậy thì quý vị thấy không? Đức Phật từ một cái cực giàu trở thành một cái gì? Cực nghèo. Đó, phải thấy cái đó. Đức Phật từ một người cực giàu
Rồi cuối cùng bỏ hết cái giàu sang để trở thành một người cực nghèo. Hai cái đó là cực hết. Cuối cùng chọn một con đường ăn xin, xin đủ nuôi thân mỗi ngày thôi, khất thực. Vậy thì cuối cùng Phật thanh lọc hai pháp. Một cái pháp quá giàu là không tu được rồi. Rồi cuối cùng đi trở thành một con người quá khổ hạnh, không ăn gì hết cho đến nỗi tiêu tụy luôn, không tu được. Hai cái cực hết, hai thứ cực đoan. Cuối cùng Phật chọn con đường mỗi ngày ôm bình bát đi vào làng khất thực, xin đủ bữa ăn của mình, không giữ qua đêm, tại giữ mất công kiếm tủ lạnh, rồi ngày mai hâm phải đổi tô nữa. Hỏi sao vậy? Ăn đồ nhựa ung thư. Kiếm mấy cái đồ xanh rồi hâm rồi phải đẩy lại nha. Rồi nhớ khi hâm đừng nhìn vô cái đèn nghe, hư mắt. Mỗi ngày đủ, không ăn, không có giữ qua đêm. Y phục không quá ba cái. Thật ra cái chữ ba y, y trên y dưới, tức là cái quần, cái áo và cái áo trên ngoài. Lại nữa, hoặc có người hùng biện luận giỏi, những người khác không được như vậy. Người kia nhân vì hùng biện luận giỏi mà quý mình khinh người, đó gọi là điều của kẻ không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do tài hùng biện luận giỏi mà dạy đoạn trừ được dâm nộ si. Hoặc có người nào đó không có tài hùng biện luận giỏi, nhưng người ấy thực hành pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó là pháp chân nhân. Cái pháp thứ ba là gì? Đừng nghĩ mình là người luận giỏi, nói hay mà mình khinh người khác. Có những người, người ta không có luận giỏi, nói hay, nhưng người ta trừ được, gọi là cái gì? Cái dâm nộ si. Hoặc là người đó sống với pháp, biết tùy thượng pháp, người ta cung kính là cung kính người đó. Phải không? Ví dụ như bây giờ một cái người, người ta rất là giỏi thuyết pháp, hùng biện, nhưng mà cái cách sống không dễ thương, thì người khác sẽ nhìn người này sao? Anh đó nói giỏi, làm không giỏi. Thì Đức Phật nói trong kinh đó, như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, không làm không kết quả. Ngược lại, như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, có làm có kết quả. Vì cái quan trọng là chúng ta nói những gì hay là làm những gì chúng ta nói. Đức Phật nói có những trường hợp có sấm không có mưa, có trường hợp có mưa không có sấm, có trường hợp có sấm có mưa, có những trường hợp không sấm không mưa. Đức Phật giải thích có sấm mà không mưa là người nổ nhiều mà không làm. Có sấm không có mưa là người này nói nhiều mà không làm. Không? Nổ quá trời như sấm vậy mà không làm gì hết. Có sấm không mưa. Có những người có mưa không sấm, nghĩa là làm mà không nói, họ làm mà không khoe khoang. Có những người có sấm có mưa, nghĩa là nói sao làm vậy. Và có những người sao? Không sấm không mưa, không làm mà cũng không nói. Cái này mệt à. Nhưng mà bàn luận về ai đó, có nhiều khi mình không biết gì hết, mình đứng ở một góc độ nào đó, mình phê bình người khác theo cái nhìn thiển cận của mình, nhiều khi mình mắc lỗi, mà đa phần là mắc lỗi. Không phải dám nói là tất cả, nhưng mà phần lớn là bởi vì sao? Chúng ta thấy có một mặt mà chúng ta không thấy được một mặt khác. Có nhiều khi mình thấy, ngày hôm qua có một cô có đố Pháp Hòa. Cô nói đố thầy á, ông thầy với đệ tử mà đánh lộn với nhau á, rồi kêu cảnh sát á tới giải quyết á, ai lỗi?
Pháp Hòa nói cảnh sát lỗi. Gọi tại sao? Nói chuyện của hai thầy trò người ta, cảnh sát tới không giải quyết được. Mà hai người lỗi là sao? Tại sao cảnh sát không nên tới? Ông đã làm tới bậc thầy rồi, phải không? Là ông chưa độ, ông chưa bao hàm, chưa có tha thứ được đệ tử. Mà đệ tử mà nó là đệ tử mà nó không có nhận ra cái bổn phận của đệ tử, hai thầy trò đánh lộn chơi. Lỗi của hai ông thầy. Ông làm thầy mà ông làm con. Cảnh sát tới là cảnh sát lỗi. Chọc chơi vậy mà. Nhưng ở đây á, mỗi người chúng ta có một cái nhìn. Và chúng ta thấy nhớ là cái nhìn nào á, lúc nào nó cũng là phiến diện, tức là một bên thôi. Tại mình đâu có nhìn hết toàn bộ, mình đâu có ở trong cái phạm vi người ta mình nhiều nghe hết được. Thậm chí à, hai người tới nói với mình luôn mà họ nói nhưng mà thế nào cũng giấu bớt à. Ít khi nào mà thố lộ, đa phần kể mình nghe chuyện của họ. Hiếm khi nào mà kể hết cái lỗi về bộ bản đó. Mình nói hồi cái hình như phần lớn nằm lỗi bên kia. Đó, nó vậy đó, tôi đâu có làm gì đâu. Lúc nào tôi cũng làm gì đó, tôi hiền lắm. Tôi cũng làm gì đó, toàn là tự người kia làm mà. Cho nên nó phải có. Cho người nào đừng nghĩ rằng mình giỏi cái đó. Ngày xưa, quý vị nhớ cái câu chuyện Ngọc Lâm Quốc Sư đó. Có một người anh đó là Ngọc Lam, hai huynh đệ, người là Ngọc Lâm, người là Ngọc Lam. Mà cái ông sư huynh á, ổng lè phè. Ổng ăn rồi ổng ngủ vậy đó. Rồi thành thử cái người sư đệ tu giỏi hơn, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật rồi vậy đó. Coi thường ông sư huynh lắm. Vậy mà cuối cùng cái người mắc nạn là cái ông Ngọc Lâm, là ông sư đệ. Tại sao? Vì cái ông lè phè vậy mà không ai để ý. Còn cái ông mà trao chuốt quá thì người ta sẽ để ý. Rồi cuối cùng á, ông mắc một cái nạn rất lớn trong cuộc đời của ông. Và ai là người hóa giải cho ông? Chính cái người sư huynh đó. Chính cái người sư huynh đó hóa giải cho ông. Và nhờ cái người sư huynh hóa giải cho ông, và ông trở lại, ông thực tập, ông giảm đi cái phần khinh thường người khác đó. Quý vị biết là hồi đó ông làm cái chức hương đăng ở trong chùa này, quét dọn này. Thì có một cái tiểu thơ á, cổ thông cho người ta thông báo là chút xíu nữa cổ tới cổ lễ Phật. Ý của cổ là phải dọn dẹp chánh điện cho trang nghiêm, chuẩn bị tiếp đãi cô một cách trịnh trọng. Thì hồi xưa người ta thường gọi là thiên kim tiểu thơ. Quý vị nhớ không? Thiên kim tiểu thơ là một tiểu thơ mà sang trọng như cả ngàn lượng vàng vậy đó. Đó. Thì cái cô thì cô đấy hòa thượng, tiểu thơ tôi sắp tới chùa lễ Phật mà sao ông không dọn dẹp gì hết vậy? Ông có biết tiểu thơ của cô tôi là thiên kim tiểu thơ không? Ông nói thiên kim tiểu thơ không bằng gì hết, tôi là vạn kim hòa thượng. Bởi vì thiên là nhiêu? Thiên có ngàn à, mà vạn tới 10.000 lần. Ông nói tiểu thơ cô chỉ là thiên kim tiểu thơ thôi, còn tôi đây là vạn kim hòa thượng. Trời ơi, cái cô hầu đó cô về cũng để lại cho cái cô chủ nghe. Tức quá trời, ai mà dám khinh thường tới thiên kim tiểu thơ. Cổ đùng đùng cổ tới cổ lễ Phật. Mà quý vị biết khi mà cổ bước vô, cổ thấy ông thầy rồi, cổ rụng rời hết trơn. Cổ thương ổng. Tại sao biết không? Ổng đẹp trai quá. Đẹp trai quá mà đồng thời lại có cái tánh ngạo như vậy đó. Cho nên rồi cái làm cho cái cô tiểu thơ này càng hứng thú hơn. Thường thường cái gì mà người ta dễ đeo đuổi người ta coi thường phải không? Phải khó đeo đuổi cái lại thích thú. Quý vị biết là cuối cùng ông thầy đó phải ra đời cuối cùng. Nhưng mà ông đi theo ông cưới là bởi vì ông được sự chỉ điểm của sư huynh mình. Là nếu sư đệ khéo léo, sư đệ có thể độ được cô. Thì cái đêm mà đám cưới đó, thì ông đã dùng cái pháp gọi là vô thường, ông giảng cho cô. Và trong đêm đó luôn, cô đồng ý cho ông cởi đồ chú rể ra, để cho ông trở về làm một người tu.
Và cô đó sau này cũng đi xuất gia, nhưng với điều kiện phải tự thầy cạo đầu cho tôi. Tức là đi xuất gia mà không xuất gia với người khác, phải xuất gia với người mình yêu. Và nếu mà trong đời mình mà được người yêu mình cạo đầu cho mình đi tu, kệ kỷ niệm chút. Tình chỉ đẹp khi tình gian dở mà. Ông Tô Đông Pha đó, ông cũng bởi vì cái chuyện mà ông luận nghị đó mà cuối cùng ông cũng là cái người gọi là lúc nào cũng bị thua. Là vì sao? Luận bàn nhưng mà toàn là bằng cái tâm muốn thắng thua. Nhưng mà ở đời này mình cao một, có người khác cao hơn mình. Đâu phải mình, thí dụ bây giờ nói tôi là thầy, nhưng mà nhớ rằng trước khi anh làm thầy á, có người làm thầy chỉ cho anh làm thầy, cho nên trên anh cũng có ông thầy, phải không? Thường thường người ta thường gọi là cái gì, thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Có nhiều khi đi mình đi máy bay á, nó bay cao mình ngó xuống, ô dưới mây không à, mình tưởng mình đã thớp rồi mà thiệt sự nhìn lên nữa còn không? Còn. Mình đang bay ở trên mây nhưng mà thiệt sự trên mây còn mây. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Có một lần ông đố Hòa Thượng Phật Ấn. Hòa Thượng, tôi đố ông mà ông thua đó, là ông phải thua cho tôi một cái đai, cái dây nịt bằng vàng. À tôi thứ tôi thua ông á. Ê Hòa Thượng, lợi đây ngồi xuống, để cho tôi làm cái ghế tôi ngồi chơi coi. Thì Hòa Thượng mới nói, thân tứ đại ngũ uẩn này cũng không, tứ đại ngũ uẩn vốn không, chẳng hay tể tướng muốn ngồi ghế nào. Ông bí. Bởi vì cách kêu thân tôi làm ghế phải không? Bây giờ thân này tứ đại đất nước gió lửa, còn nếu đứng trên phương diện ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức đều là không. Ngũ uẩn tứ đại vốn không thì chẳng hay tể tướng trụ ở đâu chỗ nào. Bởi vì tất cả các pháp là không. Nếu tất cả các pháp là không thì có thân nào, có ghế nào để ông ngồi? Thua. Sắc là sắc thân nè, không thiệt. Thọ là cảm thọ nè, vui buồn lạnh nóng cũng không thiệt. Hồi sáng lạnh giờ nóng đó. Cảm thọ của mình đâu trụ chỗ đâu, thì đâu thiệt đâu. Tưởng là sự suy nghĩ của mình không có, hành là sự di chuyển của ông, vận hành của ông có, mà thức là sự nhận thức của ông có. Cái nó có nhưng mà tất cả nó do cái duyên mà nó nhận thức thôi. Ví dụ giờ có cái hoa này thì mình có con mắt, mình có cái nhận biết, mình mới nói à đây là hoa cúc. Vậy thì cái nhận thức mà hoa cúc này chẳng qua là có cái sắc tướng để mình nhận thức, chứ nếu không có là nhận gì? Cho nên cái sắc tướng cái mà mình nhận thức cũng không có. Thì ngũ uẩn cũng không thì có cái gì để ông trụ? Tất cả các pháp là không thì thân tứ đại ngũ uẩn cũng là không. Mà cái chữ không này là gì? Không thật có chứ không phải là không có gì hết. Not real chứ không phải là nothing. Everything is something but they just not real. Vì tất cả các chỉ là tạm có thôi. Như cái bàn, cái ghế, bản thân con người chúng ta đây, nhà cửa, mọi thứ xung quanh mình có hết á. Nhưng mà cái có của nhà Phật nhìn là gì? Tạm có. Temporary. Thời gian thôi. Cho nên mình có nói hay nói giỏi, nhưng mà nếu mình chưa bỏ được cái khinh thường người khác, hay là cái si nộ, sân nộ, sân si nộ, thì cũng không được cung kính. À, hồi nãy có một đạo hữu mới kể, ở bên Vancouver có hòa thượng, quý vị biết hòa thượng là hòa thượng Nguyên Tịnh đó. Cả đời ngài đâu có nói pháp bao nhiêu cho mình nghe đâu. Nhưng mà hòa thượng sống rất là mật hạnh, sống im lặng, lo tu bản, tu tập trong tĩnh lặng của mình. Thì người như vậy đó nhiều khi ít có lỗi.
Tại vì sao? Đa ngôn, đa quá, nói nhiều, lỗi nhiều. Trong khi mình hùng biện, mình giảng thuyết, ít nhiều cũng có phạm lỗi. Vì sao? Vì đôi khi cái nói của mình nó không có chánh niệm. Có thể từ ngữ mình dùng làm cho người ta buồn lòng, cái cách nói của mình làm cho người ta không dễ, không thoải mái, vân vân. Thử ra nói pháp cũng được, nhưng mà thế là trong sự thật là trong khi chúng ta nói pháp, trừ khi nào chúng ta là bậc thánh chứng đạo, tu đạo, thì chúng ta mới không lỗi. Chứ còn kiểu như mình đây là gì biết không? Là cái máy cassette, học nhiều rồi phát ra vậy thôi. Chứ hoặc là cái người đếm tiền trong nhà băng vậy đó, đếm cả ngày biết nhiêu triệu tiền vậy đó, mà không có đồng nào của mình hết đó. Thì thật sự ra cái mà chúng ta đang làm ở đây là cái gì? Chúng ta là những người quý vị nhớ mình học bốn loại sa môn đó: thắng đạo sa môn, thuyết đạo sa môn, hoạt đạo sa môn và ố đạo sa môn. Thì mình không dám làm ố đạo sa môn, tức là làm một sa môn mà làm xấu cho đạo, thì mình cũng chưa phải dám nhận mình là thắng đạo sa môn, phải không? Bất quá là mình là thuyết đạo sa môn, tức là một người tu mà nói những gì Phật dạy mình và hướng dẫn cho người khác cùng tu, và mình sống trong cái phạm vi sinh hoạt của đạo, cố gắng sống hai thứ thôi, chứ chưa dám nhận là thắng đạo. Vì người thắng đạo sa môn là một vị sa môn thù thắng vượt bực, đây là người đặc biệt lắm. Chưa dám nhận mình là thắng đạo, cũng không, mình cũng chưa đến nỗi là ố đạo. Thôi thì cố gắng làm người thuyết đạo, hoạt đạo. Thì đã là người thuyết đạo thì cố gắng thôi, chứ còn làm sao mình khỏi một cái lỗi lầm trong khi mình giảng. Có nhiều khi mình thiệt tâm mình không, mình nói mà có nhiều khác, còn người khác còn hiểu lầm mà. Ông đem tôi ra ông dũa bữa nay. Mà nhiều khi bác sĩ nói có biết ai đâu mà dũa. Rồi cái kế đến nè: hoặc có người thuộc hàng trưởng lão, quen biết với vua, nổi tiếng với mọi người và có đại phước, những người khác không được như vậy. Người kia nhân vì là trưởng lão, quen biết, nổi tiếng, khinh thường người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do trưởng lão, không phải do quen biết với vua, nổi tiếng với mọi người và có đại phước mà đoạn trừ được sân si. Hoặc có người nào đó không phải là trưởng lão, không quen biết với vua, không nổi tiếng với mọi người và không có đại phước, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, do đó mà được cúng dường, cung kính. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. Dù mình có quen biết lớn, quen biết nhiều người, mà thậm chí là người nổi tiếng, có đại phước, cũng đừng khinh thường người khác. Quý vị, thưa đại chúng, là đôi khi á, cái chữ nổi tiếng với chữ mang tiếng á, thật sự nó nghĩa đó. Nhưng mà tại vì á, mình hay quy định cái gì mà tốt á, thì ta kêu là nổi tiếng, còn cái gì xấu kêu là mang tiếng. Nhưng mà thiệt sự ra cái người đó được người ta khen cũng một hình thức mang tiếng chứ gì đâu, nhưng mang tiếng tốt. Còn người kia xấu cũng là mang tiếng chứ gì đâu mà mang tiếng xấu. Nhưng mà tại mình quy định vậy thì kêu là nổi tiếng, mà vậy là kêu là mang tiếng. Chứ thiệt sự ra cũng nghĩa à, phải không? Nhưng mà ở đời á, nếu mình đừng có chìm nổi gì hết thì nó khỏe hơn. Bởi vì nổi thì thế nào nó cũng sẽ chìm. Cho nên á, không ham nổi tiếng. Tại vì sao? Tại ở đời lúc nào nó cũng có hai pháp. Hễ mà mình được, tức là sẽ có ngày mình mất. Mình thắng, có ngày mình sẽ thua. Mình nổi, có ngày mình sẽ chìm. Phải không? Mình lên, có ngày sẽ xuống. Cho nên nếu mình sống bằng, mình sống được cái, ở một cái trạng thái bình thường, không nổi, không mang, không chìm, không, thì nó sẽ yên ổn hơn. Tại vì thường thường á, cây cao thì chịu gió lớn. Mình mà được danh chừng nào á, thì cái tị hiềm của người khác đối với mình cũng không ít. Ở đời mà,
Đúng không? Ví dụ như mình thuyền to thì sóng lớn. Mình cái lúc nào nó cũng có những cái pháp đi với nó. Pháp Hòa ví dụ, ở cái xã hội của mình đây á, cảnh sát mà rè rảo ngoài đường mà bắt over speed á, phần lớn là những ngày lễ. Tại sao? Lễ là ăn nhậu. Mà có ăn nhậu là sẽ có người xỉn sai lái xe. Cho nên càng lễ thì ở ngoài đường cảnh sát càng nhiều. Cho nên mình quan niệm là lễ chắc ai cũng nghỉ. Họ biết mình nghỉ cho nên mình rảnh rờ mình đi chơi, mình nhậu. Mà mình nhậu nhiều là thế nào cũng có người uống rượu mà lái xe. Cảnh sát họ hay rình mấy cái chuyện đó lắm. Rồi họ tấp mình vô, bắt đầu họ đo cái độ nồng rượu của mình mà họ phạt. Cho nên á, hễ mà mình nổi tiếng thì mình nhớ là thật sự ra nổi với mang nó giống nhau. Tại vì mình nổi mới có chỗ cho nó gắn vô nó mới kêu mang chứ. Cho nên nếu mà mình sống á, đừng thẹn với lòng thì nó quý hơn là nổi tiếng hay mang tiếng. Thật sự ra mình nổi là tại vì người ta thích cái đó người ta cho thôi. Chứ còn vâng, và ví dụ bây giờ cái cô đó, cái anh đó, anh hát nhạc rap. Ồ, anh hát nhạc mà nó sùm mà nó nhảy nhót, nó làm đủ trò hết. Cái đối với con mắt của mấy người già thì sao? Thằng đâu có hát đâu, nó hét không à. Đâu có biết nhảy gì đâu mà hát gì mà kỳ. Đối với cái người già là không thích. Thì nó mang tiếng rồi đó. Anh đó không phải ca sĩ nghiêm túc. Nhưng mà đối với trẻ mà nó khoái thì nó sao? Thành thử ra đối với trẻ thì anh mang, anh nổi. Nhưng mà đối với già thì anh này anh mang. Cũng pháp đó thôi. Nhưng mà người nào thích thì ta đưa mình lên để kêu nổi. Mà không thích thì ta nói này nói kia cái mình mang. Thật sự mang với nổi là một nghĩa thôi. Giống như á, này, cầm này. Con xin điếu bác. Cầm này, con cho bác. Thật sự mình nhận từ một người khác đưa mình là cho chứ gì đâu. Nói theo cái từ thế gian, nói từ Phật học là bố thí. Nhưng mà không chịu à. Tôi có nghèo đói gì đâu mà bố thí cho tôi. Tại vì mình suy nghĩ bố thí phải là cái người nghèo, người ta ban ơn cho mình mới kêu là bố thí. Nhưng mà thật sự cái chữ bố thí đơn giản lắm. Cho một cách không dính mắc là bố thí. Đây, quý vị đem tiền, quý vị cúng vô, quý vị không có nghĩ gì hết là bố thí. Quý vị mua cho quà một cái áo, một đôi giày mà không có suy nghĩ gì hết, tại thấy ông thầy không cần cho thôi là bố thí. Nhưng mà tại tới thầy cái dạ con cúng dường rồi cũng cho vậy đó. Xây qua bên cô này cái nhỏ hơn này nè bác cho con nè, cúng dường chứ đó. Nhưng mà hễ ông thầy cái mình cúng dường mà nhỏ hơn mình cái mình kêu cho, thấy không? Rồi cái người nghèo kêu bố thí, bạn bè kêu biếu kêu tặng, cũng chữ à, nghĩa là cho. Nhưng mà mình tùy đối tượng mình xài chữ. Vậy thôi. Thì cái chữ mang tiếng nổi tiếng giống nhau vậy đó. Mang cũng vậy mà nổi cũng vậy. Nhưng mà hễ mang thì kêu mang tiếng tốt. Thí dụ bây giờ đó. Cái anh đó anh vô chùa thấy không? Mạnh chúa tể là làm biến. Cái mình nhắc. Ồ anh biết làm sao? Trời ơi. Nói tới nó nổi tiếng ở trong chùa luôn. Hỏi nổi tiếng vụ gì chú? Làm biến. Thí dụ vậy. Thì cũng một hình thức mà nổi tiếng. Nhưng mà mình nổi tiếng xấu. Nhưng mình nói móc vậy đó. Nó nổi tiếng trong chùa luôn á. Không? Cho nên nó Pháp Hòa sợ lắm. Ai gặp mình hãy nổi tiếng nghe. Thôi cho em xin. Thật ra đó. Cái quan trọng của chúng ta ở đây á. Là làm sao mình thấy được tất cả mọi cái tâm hành sinh khởi trong mình. Cái đó quan trọng lắm. Cũng giống như mình quán thấy được cái thân mình vậy đó. Thưa đại chúng, có một hôm Pháp Hòa ngồi thiền, thì Pháp Hòa quán về cái thân. Thì Pháp Hòa thấy cái thân của mình nó thông minh lắm. Ví dụ mình ăn cay vô mà cái bao tử mình không chịu là nó biểu hiện, nó nói cho mình biết liền. Đúng không? Mình bữa nào mình ít uống nước, mình bị bón, nó nói cho mình biết liền. Mình ít uống nước, xin lỗi đại chúng, mình ít uống nước hoặc là mình quá nóng trong người mình đi tiểu, cái nước tiểu nó cho mình biết liền là cơ thể mình nó đang là như thế nào.
Người của mình á, mà cái gì mà nó vô mà nó không hợp với một bộ phận nào là cái đó nó signal cho anh biết liền. Ví dụ bây giờ mỡ nó bao hết cái tim mình rồi, nó cũng cho mình biết một vài cái biểu hiện là mình đang bị bệnh tim. Rồi cái đầu mình nó nhức, nó biểu, nó nói cho anh biết mình bị tăng xong. Thành ra nếu mà mình nói mình quán thân á, Phật dạy mình đó là quán thân á, là ngoài cái quán gọi là bất tịnh ở thân, mà tất cả những hiện tượng nào nó sinh khởi về thân phải biết. Để chi? Để kịp thời mình điều chỉnh. Ví dụ bây giờ mình đi tiểu ra nước, tiểu nó vàng, nó biết trong người nóng quá, uống nước nhiều vô. Hoặc là cơ thể không khát nước, đâu có uống được. Khi nào cơ thể khát nước mới uống. Nó khát là tự nhiên môi khô, lưỡi, miệng khô. Quán thần. Thì mình quán tâm cũng vậy. Tham sân si nó biết, nó sinh khởi lên. Mà mình đang làm đó mà ai lại trên cái mặt mình nó không ai thấy gì mà đỏ khác đó. Là mình biết. Thôi mình dừng ở đây rồi ngày mai mình học tiếp. Thì sau khi đại chúng hồi hướng xong, cái quý vị ngồi lại 5-10 phút mình tâm sự chút xíu ha. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.